Cô ơi, Ơi con vô hỏi thăm cô được không? dạ được Ừ. cái gì không cậu Dạ. mời cái nhà ngồi vậy Dạ. lấy cái quạt đi ra mở ra nói chuyện kìa Dạ cô ra đây đi cô. à. Cái tay kìa tí tí dở cái mùng gì mà tôi chung ra con sao tay bị cái gì hôm nay bệnh hết cái tay dở hết lên luôn rồi con này Em này là hồi nãy tắm cho chú đó hồi nãy chú hết đúng không? Dạ. Ừ, dạ. Đi không được mà lỡ lết cũng không được. Dạ. Rồi, chào cô. À, thì hồi nãy có trên kia có giới thiệu nói hoàn cảnh cô dễ là bị tật mà khó khăn vậy đó. Thì xuống hôm nay xuống hỏi thăm. Dạ. Ôi, đi khó vậy đó cô hả? Lát tới nữa không nổi mà nhờ cái ghế kia mình nhấc tới chút xíu được. Dạ. Sao cô không làm cái ghế nào mà có cái bánh xe á? Không có tiền mà cũng muốn nhiều lắm mà không có tiền. Nếu làm có cái bánh xe đã Nó đỡ bớt ấy. cỡ 500-600 ngàn Dạ. mà không có tiền Năm nào. sáu trăm ngàn vẫn có tiền hả cô? Trời ơi, nói ổng đi mò ốc bắt cua rồi ha. Về có tiền thì mua một bịch bánh thì bán lại bịch bánh được 4 ngàn rồi không có là thôi vậy chịu thua rồi. Bán à? Đây bán hả cô? Bán quán hả? Bán cái quán mà không có tiền thì luôn hết. Dạ. Trời đâu có nè, giấy vậy đó đâu có gì đâu. Dạ. Lấy ghế đi ghế con, lấy ghế Ghế ngồi. cho chú ngồi đi con. Con ngồi luôn đi, ngồi ngồi xuống Ngồi này đi con, chơi. ngồi chơi. Ừ. Cho con hỏi cô tên gì? Nguyễn Thị Hạnh. Nguyễn Thị Hàn, cô nó bao nhiêu tuổi rồi? 59 tuổi. Dạ, rồi khi anh chồng đi đâu rồi cô? Ông đi mò ốc rồi, đi bắt cua. Dạ. Bữa nào về thì hên là về có ý mò dẹm tụi hái rau và bán. À, cứ mò cua bắt ốc hay rau bán ha. À, không có đi làm gì hả cô? Ông đi thì có đi về mình á thì phải có ở nhà không có ở nhà lo bị em út đứa nào cũng bệnh á em vợ lớn nó bệnh rồi tuổi rồi bệnh hết rồi vợ đứa rồi có đứa con nó mắc mấy đứa thì khỏe thì nó mắc lo con nó đi học đi hành đâu nhiều khi đi bỏ té bữa hôm té cắm đầu cắm cổ cái hên nhỏ cháu chạy ngang kêu con ơi chạy qua kêu cô bảy qua đỡ bà Tư lên giùm con chạy qua đỡ kêu bảy lên nó đi ra đó chính là chính chút xíu nữa không có con là tư chứ là bà tư bà chết queo rồi đó. Kêu bà bảy đỡ lên mà té hoài bị Vậy con cái cô đâu hết? cô không có con Không có con hả? mà hên gặp ông này ông hơi hơi lơn lơn á À. rồi ông mới ưng mới mới ở với cô Dạ. mà điều có cái này nó nghe tại vì nghèo quá rồi cũng đi mà nghĩ sao Vậy là cô với chú là ở với nhau bao lâu rồi? được 7 năm rồi 7 năm. Cha mẹ còn không cô? Mà ông ở Bến Tre cũng nghèo lắm con Bên tre lên đây hả con? lên đây cắt lúa đó thì gặp cô À. rồi cái cưới mà hồi đó gặp cô cũng cũng bệnh rồi mà cô cũng được được mạnh mạnh Hồi đó đi được hả cô? không có cũng bệnh dữ lắm từ hồi nhỏ luôn tới giờ À. nhưng mà về từ ngoài nhà về với ông tới vậy có khối u đây nè rồi đi mổ ở bệnh viện Chợ Rẫy à không được bị khối u ác tính rồi mình tiểu đường nữa rồi bây giờ bệnh tim nó lộn xộn trong đó phần lưng gan bị mở rồi mà huyết áp cao rồi phần lưng bây giờ bắt đầu nó làm bằng cái tay này cái này nó Hai tay bây giờ nó còn cử động được mà đúng không cái tay này thì làm cái gì thì phải đỡ lên như vậy cô? Dạ. mới được còn cái tay này thì giờ đỡ lên cột cái đầu cũng được rồi cái nó bệnh tùm lum thứ hết trơn nó nổi ghẻ tùm lum hết trơn không được cái mới cắt cái tóc này nè Dạ. mới nói cạo mà mấy đứa cháu nó nói với em lúc đó nó thôi đi cạo chi mình đâu có gì đâu phải cạo thôi ấy vậy đi khỏi chảy khỏi gì hết tự vậy đó cắt ở nhà mấy đứa em cắt giùm luôn nữa Dạ. mệt Rồi ở nhà cơm nước hay sao cô? sáng anh đi á thì có người kêu ví dụ như có lâu lâu mình đã kêu chở một bao một điều với 5 ngàn mà đi được có một bao thì đi được tiền xăng cũng hết rồi đó rồi cái ông bắt vô nữa cái ông bắt lên đó cái tiền về á không về kịp thì ông bới cho ăn không kịp thì mấy đứa cháu đi học về đó mượn nó bới cho ăn thì hôm cuối này mùa nghỉ hè thì nó bới cho ăn Được, cơm cô tự tắm rửa được ha. cô tắm rồi bữa thì cô đi tắm cô té đó rồi mặc đồ thì chiều á ông mặc giùm rồi ông ẩm lên giường cái bò hồi hông luôn
mới đây nè, mới có 4 5 tháng nay là cái tay này không bò lên được nữa nè, chứ hôm trước thì cũng đỡ lắm. Dạ. Giờ nó giật, nó quéo, giật nó quéo vào cắn nha. Dạ. Giò cắn quéo hết trơn. Rồi cái đất này là nhà của ông bà xưa hả cô? Cái nền mé xong ha. Dạ. Dạ. Tháng nào cũng phát cơm cho hai lần rằm với 30 đó. Dạ. Em ông cho được 400 ton. Ừ. 400 ton thì lập ở nhà sau. Nhưng mà không có dắt. Giờ không có dắt, không có tiền mua cây nữa, giờ còn nằm để đó chờ. Chờ coi đi có ai ruộng lên mình xin người ta cho thì mình ấy, còn không có thôi. Dạ. Nó sập hết hả cô? Ừ. Đi đường này ra làm sao là thấy Dạ, để con đi ra coi thử ha. nè. Cô nói là cái nhà sau sập hết trơn. Ồ, sập hết trơn này mọi người. Còn mấy tấm tôn như cô nói đó, mấy tấm tôn mới cho đó, mà để đó chưa có cây để lợp. Nè, mấy tấm tôn mới cho luôn, chưa có cây để lợp. Nhà đây nhà cô ở mé sông luôn. Nhà này là mình cất mé sông luôn hả cô ha? À, cho bao lâu rồi cô? Cho nay được 5 năm vô đi rồi. con. 5 năm rồi hả cô hả? Hồi đó cho xây xây lên hả? Cho xây lên. Dạ. Hồi đó ở nhà kia rất nát hết trơn, không có chỗ ngủ luôn. Dạ. Cái cha mới đi ra cho thấy, cái cha nói đây cha cho con cái nhà rồi tụi nghiệp gì thắm á. Anh mới kêu lớp chạy bằng lớp, rồi lúc đó còn lớp được. Dạ. Đó rồi cho rồi lớp tới lớp lui đó. Rồi bây giờ À, con đi quay cái chương trình, quay cái chú hết bên trong đó đó. Dạ. Thì nói là ngoài này còn có cái hoàn cảnh này cũng tương đối khó khăn, thì đi ra coi thử. Thì nhờ em này nó dẫn đi nè. Con đâu biết đường đâu. À. Dạ. Giỏi lắm. Nhìn sáng sủa quá hả? Dạ. À, cô ở đây là địa chỉ sao cô? Tỉnh Tiền Hiệp, mình nói luôn tỉnh luôn ha. À, ấp gì á? Ấp Mỹ Hiệp, Ấp xã Mỹ Mỹ Hiệp. Trung, ấp Mỹ Hiệp. Mỹ Hiệp, xã Mỹ Trung, Cai huyện Cái Kinh Bè. Đầu Ngàn. Kinh gì? Kinh Đầu Ngàn. Kinh Đầu Ngàn. Ừ. Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Là cái ấp này giống cái ấp trong đó luôn hả? À, dạ. Nhưng mình thấy đi cùng xa, nó cùng ấp mà đi xa ghê á. Cái tại vì mình đi tiền lộ, cái đây mình băng vô đó có 500 thước à. Dạ. Tại thấy đi đi, đi chạy xe đường đường lộ sao? Hồi đó vui lắm cậu ơi, đi là bơi xuồng rồi đi hái điên điển rồi về đó. Lúc má còn sống cũng, hồi đó cũng nghèo quá, rồi đi hái điên điển về mình dưa ăn dạ kiếm cá đồ ăn, mà sao tự nhiên mấy năm nay rồi mà thở không nổi, bệnh tim, bệnh tim nó quá hoài mệt đau, bữa hổm đau hai bên này không ăn cơm được luôn, thở không dạ. nổi luôn á. Ừ. Tiền của Trung Quốc là nước uống á, tiền tiểu đường hàng tháng huyết áp rồi đó. Cô có bảo hiểm không? Mỗi lần đi xin khó khăn quá, xin một tháng uống chứ còn. Cô đi, cô kêu chồng đem bảo hiểm đi xin được à? Xin được mà được. Hơi cày cò. Ông nói chuyện hồi là ông hơi lẳng lẳng mà được, phải tệ. Tại vì nó có ổng cũng đỡ, hồi đó không có ổng là mỗi một lần cô lên cao huyết áp cao, thiệt là cao hết anh. Là cô ối chóng mặt nằm trong bụng là 10 ngày mười mấy ngày, mấy anh chị giờ đó còn ở đây khỏe qua phụ lo, chứ giờ ai cũng già hết rồi, ai chị chồng chị dâu đóng bà già sáu mấy tuổi rồi bà đâu còn lo nào mình nói. Dạ. Thì hôm nay con nghe cái giới thiệu nói là cô khó khăn vậy đó, đi về thì tìm hiểu coi như thế nào mà. Dạ. Rồi giờ đây là mấy chị em thì cũng giúp nhau bữa cơm vậy thôi chứ đâu có giúp lâu dài được. Dạ. Dạ. Mà để cô kể hết cho nghe. Để ông chồng nó coi tới người ta vụ với chiếc xe đang chạy hồi đó về, ông nói cô á là
có chiếc xe đang chạy với ông Dũng, giờ đi mua, dẫn đi mua xe, đi ra đi mua xe với ông, đi ra cái ông bán cái đưa chiếc xe trị giá là 3 triệu, nó thì hết luôn cái 3 triệu, cái đưa chiếc xe ha là tới tiền trả góp là 20 mấy triệu, mà mình nói mình đâu có mặn gì có tiền thì 3 triệu mà trả góp 20 mấy triệu, chiếc xe mình bán vô rồi đưa chiếc xe 20 mấy triệu mình phải trả tiền góp trị giá chiếc xe đó là 11 triệu, mà trả tới hết là 20 mấy triệu. Dạ. Mà tên là tên của ổng, tên của ông dẫn đi. Để về cô nói ông chồng ông tự các đi xuống hỏi nói với mấy ông kia, mấy kia nó ừ đúng rồi đó, vợ ông nói là đúng, vậy mới đi trả trả mất cái xe luôn. Nếu mà không ấy mình trả tới 20 mấy triệu đâu trả nổi đâu cậu. Ừ, dạ. Một hỏi chi cái một tháng là chỉ có 200-300 ngàn kiếm cũng muốn chết luôn. Mà ăn gạo thì nhà nước hỗ trợ được 400 ngàn, ăn gạo đóng tiền điện hàng tháng. Dạ. Cái thằng em nè nó mới cho là 2 triệu đi mua chiếc xe về để chạy, rồi cắt nhà này nè mà trả tiền công cho 2 triệu nữa. Nhưng bây giờ đồng nghiệp nó mắc nợ quá rồi không có phụ mình được cái gì thêm. Dạ. Giờ lo trả nợ không chứ 100 triệu hàng tháng đóng tiền nợ nhiều, đóng tiền lời nữa, cắt nhà lỡ lắm. Dạ. Rồi, rồi gặp lúa thất nữa, heo thì heo chết nữa. Rồi, cô cũng có thằng nhỏ em gái đóng tiền, có nó cũng đỡ mà giờ nó bị đúng bề heo nó mắc nợ mấy trăm triệu. Rồi trời đã cơi nợ đầu tùm lum hết trơn, cái heo bị heo chết đó, thành ra nó không có phụ được cái gì chứ. Chứ có không ai là đừng ấy rồi không có lính là mình cũng đỡ. Dạ. Vậy cô cũng có đất đai vậy hả? Thì đi mừng mới sống. Chứ ba mẹ cũng để lại cho mấy anh chị em có mà cũng không có. Anh em chị cũng có ai có hết trơn á. À. Bị gì? Tí vô một lấy điện thoại dùm bà Tư coi con. Alo nghe. Tới đây đó, đang ngồi đây nè. Em thằng không nổi thằng này nè. Dạ. Alo. Em mất khách rồi, để một chút đi rồi anh bỏ ốc có không? Không có hả? Ừ, bắt về đi thôi à. Ừ. Em mất khách rồi, anh đi bỏ ốc không có hai gì điện. Bắt khách rồi, thôi điện thoại đây tính anh ơi. Thôi nha. Cũng khùng vậy chứ. Điện không hiểu gì hết trơn á. Điền nói gì á? Ông nói giờ ông đi bắt ốc không có. Để chút ông về. À thì về về chứ. Bắt ốc. Hồi nãy đi chợ. Bắt ốc là ăn hay là bán chị? Bán. Coi gì cô? Bán hồi nãy đi chở 3 hộp đều. Ừ. Ông trên kia mưa trơn té. Dạ. Giờ một cục kia nè. Hoài đi đường trơn mà phải cực khổ vậy hả? À, không có gì, thí dụ như tiền bạc thì mà về có thì cho cô ngày kiếm 100 ngàn không cô? Không. Nói ngày có 20-30 có ngày không có, theo như ngày nay là lát về được 10 mấy ngàn đó. Dạ. Khổ vậy đó mà được đỡ, thí dụ tới mùa này, tới mùa người ta chở thì được ngày được 50, 30 cũng có khi 100 cũng có. Dạ. Mà được đâu có 4-5 ngày là hết mùa vậy đó. Ừ. Rồi chạy ra gai, ai kêu làm gì làm nấy. Rồi rồi cái chân cô vậy là cô cứ ngồi trên ghế vậy thôi chứ không có nhóm dậy được hả? Không. Đỡ lên nè, hồi đó mình có cái tay này thì đỡ lên được, cái đít nhổng lên được. À. Bây giờ không có cái tay nữa, cái tay nó mỏi quá rồi, nó nhức. Cũng làm như kiếp như đây, giờ làm như mình cột cái tay dính vô trong cái mình luôn vậy đó. Dạ. Rồi, không có làm gì được hết trơn. Thôi thì hôm nay con xuống con thăm cô cái gì đó, cho biết nhà biết cửa vậy đó. Dạ. Tình hình có dịp thì con ghé về thăm cô sao ha. Dạ. Dạ, rồi thôi con chào cô á. À, dạ. À.